Vâng, anh Xuân Tú này, khi mà vấn đề an toàn thực phẩm đang ngày càng trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm thì tôi nghĩ là nhu cầu tìm đến những thực phẩm sạch, an toàn ngày càng tăng cao. Chẳng hạn như là bây giờ khi mà chúng ta mua rau hay mua thực phẩm luôn chú ý đến những chứng nhận như là VietGAP hay là GlobalGAP. Tôi thì cũng rất hay dựa vào những cái tem nhãn trên sản phẩm để có thể xem là nó có an toàn hay không. Tất nhiên là theo cảm quan của mình thôi. Bởi vì vẫn có những sản phẩm tem nhãn thì cũng chưa thực sự là đầy đủ thông tin mà mình quan tâm. Và một trong những cái sản phẩm mà tôi dùng nhiều nhất chính là rau xanh. Mua rất nhiều hàng ngày để ăn. Tuy nhiên đôi khi những cái thông tin về các loại rau ở trên phần tem nhãn thì cũng chưa thực sự khiến tôi an tâm lắm. Vâng, tôi nghĩ là có lẽ là cũng chính vì lý do như vậy nên là nhiều người đã lựa chọn tăng gia sản xuất, tức là họ tự trồng rau, trồng quả ở nhà để phục vụ cho nhu cầu của gia đình mình. Và nhờ đó thì họ sẽ có được thực phẩm hay là rau sạch để ăn hàng ngày. Nói vậy tức là chị Hà My cũng thường là nghĩ đến việc là mua đất về đúng không? Mình sẽ tự cung tự cấp, ví dụ là có sân thượng chẳng hạn, mình sẽ mua đất về này, mua các cái hạt giống về, phải có cả những cái chậu cây khá lình kình. Vậy thì chị đã nghĩ đến cái việc trồng cây thủy canh để có thể tự cung tự cấp rau cho mình chưa? Vâng, bản thân tôi thì cũng đã biết đến phương pháp trồng rau thủy canh rồi, nhưng mà tôi không biết là cái cách trồng rau này thì nó có khó không hay nó có đòi hỏi nhiều kỹ thuật như là chúng ta đơn giản chúng ta chỉ trồng rau với đất hay không? Đơn giản thôi, thủy canh là phương pháp trồng rau mà chúng ta không cần dùng đất vẫn có thể trồng được rau, đặc biệt là không cần không gian quá rộng đâu ạ. Nhưng mà năng suất thì cũng không thua kém gì với những loại rau thông thường mà trồng ở đất. Với những ưu điểm này thì một lão nông ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã mạnh dạn đầu tư thiết kế mô hình sản xuất rau thủy canh chỉ vẻn vẹn có 60 mét vuông đất thôi, vừa phục vụ nhu cầu cho chính gia đình mình lại vừa tăng gia sản xuất, thu lãi hàng triệu đồng mỗi tuần đấy ạ. Vâng, hàng triệu đồng mỗi tuần. Và bên cạnh đó thì tôi còn nghe nói là với 60 mét vuông này thì lão nông này có thể trồng được 1.700 gốc rau, và chính vì vậy nên là thu nhập có vẻ là sẽ tăng theo thời Vâng, gian đấy hàng ạ. triệu đồng mỗi tuần cơ mà. Hy vọng là Hà My cũng như là quý khán giả sẽ có thể có được kinh nghiệm dễ dàng trồng được rau thủy canh như là nhân vật trong phóng sự sau. Mời quý vị theo dõi. Vườn rau này gồm 5 giàn trung tâm, mỗi giàn 12 ống, cao 6 tầng. Một giàn nằm ngang, cặp vách nhà kính và một giàn cuối để trồng các loại dây leo như cà chua, dưa leo. Từ khâu thiết kế bản vẽ cho tới tự chế các nguyên vật liệu của nhà kính đều do lão nông Nguyễn Văn Sơn ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tự làm. Thời gian chăm sóc với cái rau thủy canh trong nhà lưới này nói chung là cũng rất là đơn giản mà nó cũng nhẹ công chứ nó không phải như cái chăm sóc bằng cái truyền thống hồi xưa. Nhiệt độ trong nhà kính lúc nào cũng ở ngưỡng từ 32 đến 33 độ C. Khi nhiệt độ tăng, quả sẽ tự động bật để làm mát. Tất cả các quy trình từ chắt hạt, điều chỉnh lượng nước và dinh dưỡng cũng được lắp đặt tự động. Rất là vui mừng khi mình trồng được trong rau nhà lưới này. Cái thứ nhất là để mình đảm bảo cái sức khỏe cho bà con, cái người tiêu dùng á. Cái thứ hai nữa để rồi mình phát động làm sao cái từng bước cái phong trào mình đưa cái nông sản sạch ra cái thị trường. Với mô hình này, cứ cách một ngày, ông Sơn thu hoạch khoảng 20 kg rau. Với giá bán từ 30.000 đồng 1 kg, đây là một nguồn thu nhập đáng kể trên diện tích nhỏ chỉ với 60 mét vuông. Như vậy là chỉ với một phép tính đơn giản thì chúng ta có thể thấy là nếu với 60 mét vuông mỗi tuần thì lão nông này có thể thu 2 đến 3 triệu đồng thì một tháng có thể thu được đến bao nhiêu ạ? 8 đến 12 triệu đồng, một con số không hề nhỏ một chút nào nếu như chúng ta nói là chỉ là tăng gia sản xuất đúng không ạ? Thậm chí là còn hơn nữa nếu như mà khéo léo và chúng ta có thể lựa chọn nó sao cho phù hợp, nó sẽ gối lên nhau, không bị lỡ khoảng thời gian nào trong ngày cả. Và cái phương pháp trồng rau thủy canh thì không mất quá nhiều thời gian để chăm sóc nữa. Ngoài ra thì so với phương pháp trồng rau thổ canh thì tiết kiệm được 80% lượng nước. Đất thì cũng chỉ cần cung cấp khoảng 5% chất dinh dưỡng cho cây và đóng vai trò như là kho lưu trữ để cây dùng dần thôi. 95% chất dinh dưỡng còn lại thì là do cây tự quang hợp và tự tiêu thụ luôn. Và tôi nghĩ là với lý do này nên là rau trồng theo phương pháp thủy canh thì cũng sẽ ít bị sâu bệnh hơn, do đó sẽ đảm bảo gần như tuyệt đối việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác. Và cũng chính vì vậy mà so với các loại rau trồng theo phương pháp thông thường thì giá rau thủy canh có thể sẽ cao gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần. Vâng, có lẽ đây cũng là lý do mà tôi sẽ thử trồng rau thủy canh xem như thế nào. Tại sao lại không đúng không ạ? Tôi nghĩ đó không chỉ là ý tưởng của những nông dân phố như là chúng ta đâu. Bởi vì rau vừa an toàn này, vừa có lợi nhuận cao nên là hiện nay rất nhiều mô hình trồng rau thủy canh đã hình thành không chỉ từ những người nông dân mà còn từ những thanh niên với tấm bằng đại học trong tay. Đó chính là mô hình trồng rau thủy canh quy mô 180 mét vuông của anh Lê Đình Quyền ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vâng, và với tấm bằng chuyên ngành tự động hóa nhưng lĩnh vực mà anh Lê Đình Quyền chọn thì lại là nông nghiệp. Và với niềm đam mê này, một nhà màng trồng rau thủy canh đang dần hoàn thiện và đi vào hoạt động.
Mô hình này có gì khác biệt? Mời quý vị cùng theo dõi. Thay vì trồng rau trên sàn gỗ, thì nay Quyền chỉ trồng trên ống nhựa như thế này. Mỗi sàn Quyền để 4 ống, các ống được đặt cách nhau 50cm. Quyền cho biết việc sử dụng ống nhựa để trồng rau thủy canh với khoảng cách phù hợp sẽ giúp cây rau thu nhận được ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Điều này cũng đồng nghĩa cây rau sẽ phát triển ổn định hơn. Tốc độ sinh trưởng và phát triển của cây rau xà lách đến thời điểm này đang dần đi vào ổn định, thậm chí vượt ngoài sự mong đợi của Quyền. Sau khi tôi cải tiến thì tôi thấy là cây sinh trưởng tốt hơn. Hàm lượng dinh dưỡng thì cũng đỡ tốn hơn, thì không phải pha nhiều dinh dưỡng hơn. Cái thứ hai là bổ rễ phát triển đẹp hơn, thì đồng nghĩa với việc là cây phát triển tốt hơn và cho một trọng lượng và chất dinh dưỡng tốt nhất có thể để xuất đi cho người tiêu dùng. Quyền cho biết muốn trồng rau sạch, trồng rau công nghệ cao thì cần phải tính tới hiệu quả sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc phải tối ưu hóa được tất cả các khâu từ lúc gieo hạt tới lúc thu hoạch. Vì vậy, một hệ thống ươm hạt tự động cũng đã được Quyền đưa vào hoạt động trong nhà màng này. Để giảm chi phí, giảm giờ làm cho công nhân, thì tôi thiết kế ra cái hệ thống mà ươm hạt tự động. Nghĩa là sau khi bỏ hạt vào trong gốc, thì hệ thống sẽ tự kiểm soát độ ấm và tự nâng lên hạ xuống tưới nước cho rau. Không cần phải con người tác động vào và độ nảy mầm sẽ đã cao hơn. Tuy mới đi vào hoạt động chính thức được khoảng 2 tháng, thế nhưng sản phẩm rau sạch của Quyền đã được thị trường đón nhận. Thu hoạch theo kiểu là hình thức là 4 ngày một lần. Mỗi lần thu hoạch như thế là mức thấp nhất cung cấp siêu thị là trên 3 tạ rau trên một lần thu hoạch. Tổng kết đợt bán rau đầu tiên, Quyền đã bán được 5 tạ rau xà lách với giá bán 35.000 đồng 1kg. Doanh thu mang lại đạt 17 triệu 500.000 đồng. Trừ hết các khoản chi phí, Quyền còn lãi hơn 10 triệu đồng. Nếu đi vào hoạt động ổn định, thì hiệu quả này sẽ tăng lên gấp bội. Đây là thành quả xứng đáng cho chàng trai xứ Thanh, một thanh niên còn rất trẻ, dám nghĩ, dám làm. Thưa quý vị, để có thể xây dựng được mô hình trồng rau thủy canh quy mô một chút thì cũng không hề đơn giản, vì nó đòi hỏi chi phí khá là lớn, khoảng vài trăm triệu đồng. Thế nhưng đầu ra của các sản phẩm rau thủy canh thì lại rất là tiềm năng, gần như là cung không đủ cầu tiêu dùng hiện nay. Tuy nhiên cũng có một lưu ý, đó là nếu như trồng rau thủy canh mà không đúng kỹ thuật thì rau thủy canh rất dễ bị thừa nitrat. Nitrat là muối vô cơ có sẵn trong mọi thực phẩm, cần thiết cho các chế độ ăn uống. Tuy nhiên nếu như hàm lượng nitrat vượt quá thì lại không tốt cho sức khỏe một chút nào. Và đây cũng là điều mà những ai đang có ý định hoặc là đang trồng rau thủy canh cần phải hết sức lưu ý.